Xin chào các bạn. Phải nói rằng Samsung năm nay chơi hơi là bá đạo. Khi mà các nhà sản xuất khác họ đang tập trung tìm một siêu phẩm mới, hay là họ đang cố tạo ra một phiên bản được gọi là phiên bản pha tablet từ những siêu phẩm của mình. Xperia Z đã có Z Ultra màn hình 6.4 inch, rồi HTC One cũng sắp tới cũng có một cái HTC One to hơn nhưng mà vẫn dựa trên kiểu dáng như vậy. Samsung thì đã có Galaxy Note là sự phát triển của Galaxy S, tuy nhiên không dừng lại ở đó, họ muốn đem những thiết bị màn hình to hơn đến với những người dùng bình dân chứ không chỉ tập trung vào cao cấp như là Galaxy Note hay là chiếc Z Ultra của nhà sản xuất khác. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một trong những siêu phẩm đối với người dùng bình dân, tức nghĩa là một thiết bị có màn hình siêu lớn, đó chính là Galaxy Mega 5.8. Đầu tiên thì mình nhìn trên hình ảnh thì mình cho rằng thiết bị này rất là to rồi, nhưng mà nhìn thực tế thì phải nói là vô cùng bất ngờ. Nó đem lại mình cảm giác là hơi bị ngỡ ngàng, mặc dù trước đấy mình đã dùng Galaxy Note 2. So với Galaxy Note 2 thì về bề ngang thiết bị này không to hơn. Các bạn thấy là bề ngang nó rất là tương đồng, nhưng về chiều dài thì nó lại lớn hơn. Cái kích thước màn hình của nó tăng lên là 5.8, cao hơn 0.3 so với chiếc Galaxy Note 2 của chúng ta. Cầm trong tay thì vẫn khá là thoải mái, do Samsung họ vẫn giữ kiểu thiết kế truyền thống sao chép lại từ chính Galaxy S4 với kiểu bo tròn mềm mại. Tất cả các góc cạnh ở phía này thì chúng ta cầm trong tay nó không hề bị cấn. Có chăng là cái việc là chúng ta sử dụng khá là khó khăn và mình sẽ nói qua. Thì cái việc là chúng ta có một cái ngón cái, cái phím back của máy ở bên này, phím menu đây, các bạn sử dụng phím back gần như là không thể nào mà chạm được bằng một ngón tay duy nhất. Phím menu khó khăn lắm, co tay lại mới có thể chạm được. Điều này cho thấy là cái việc máy thiết kế quá to thì việc sử dụng bằng một tay trên thiết bị này gần như là không thể đối với chúng ta. Về cái màn hình của máy thì đầu tiên đập vào mắt mình đó chính là cái việc máy màn hình khá là rỗ. Các bạn đã biết nó chỉ có độ phân giải QHD trên cái màn hình rộng 5.8 inch, ít ra phải độ phân giải HD thì còn tạm chấp nhận được. Chứ QHD thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy các vết răng cưa trên các biểu tượng. Các dòng chữ của thiết bị này ở một cái khoảng cách mắt mình vừa phải là mình đã nhìn thấy được rồi, không cần phải dí sát vào. Tuy nhiên điều này thì hẳn là người dùng bình dân sẽ chấp nhận được, tại vì dù sao các bạn cũng đã chuyển từ Galaxy A hay là các thiết bị có độ phân giải thấp hơn chuyển lên thì nó cũng không phải thực sự là một vấn đề. Đối với Samsung thì trên thiết bị này rõ ràng là bình dân nên họ sử dụng màn hình LCD, không phải là màn hình Super AMOLED. Thế nên trong màn hình này cũng không có chế độ chuyển đổi các kiểu màn hình khác nhau như kiểu màn hình sống động, kiểu màn hình chân thực như Galaxy S4 hay là S3. Tuy nhiên thì mình vẫn thích cái màn hình này. Thứ nhất là cái điểm lợi thế của nó, ra nắng nhìn rất tốt. Đây là điểm mà mình yêu thích hơn LCD so với Super AMOLED. Ra nắng của thiết bị này mình vẫn đọc được các dòng chữ tin nhắn, Facebook ok. Nhưng mà mọi thứ trên màn hình Super AMOLED mà mình đã dùng Galaxy S4 thì ra nắng gần như là mù tịt, khá là khó chịu. Vì thế mình nghĩ rằng thiết bị này vẫn có điểm mạnh của nó ở cái màn hình giá rẻ. Với cái phần mềm trên thiết bị này thì sau khi sử dụng mình nhận thấy là nhờ có Galaxy Mega dường như mọi thứ của bạn đều to lên. À không phải cái gì của bạn to lên mà mọi thứ trên cái màn hình của thiết bị này đều to lên. Bạn nhìn cảm giác nó khá là sướng. Ví dụ như là mình vào cái kho ứng dụng Play Store, các bạn sẽ để ý ngay những cái biểu tượng mà các bạn đã từng dùng các thiết bị Android khác. Thì các cái biểu tượng, các cái icon ứng dụng hiển thị trên cái thiết bị này đều rất là to, nó to hơn khá là nhiều so với thiết bị di động còn lại mà các bạn đang sử dụng. Điều này làm mình cảm giác rất là thích thú. Tự nhiên mà nhìn màn hình có những cái biểu tượng mọi thứ to hơn thì đối với những ai ấy, thì họ mắt kém họ vẫn có thể nhìn được tốt hơn. Các bạn nên nhớ rằng màn hình to cộng với độ phân giải thấp thì những dòng chữ sẽ hiển thị to hơn nhưng mà chúng ta sẽ ít được nội dung hơn. Điều này là một điều rất là dễ dàng nhận thấy. Ví dụ các bạn vào Internet nhé, thì những dòng chữ chúng ta sẽ hiển thị to hơn và mặc dù là nó sẽ không hiển thị nhiều nội dung bằng những các thiết bị có độ phân giải HD hoặc Full HD. Khi mà độ phân giải Full HD thì những dòng chữ chúng ta sẽ bé mặc dù là xem được nhiều chi tiết hơn. Đấy là điều chúng ta phải đánh đổi cho nhau. Về cấu hình cũng như phần mềm thiết bị này thì nó sử dụng lõi kép RAM 1GB. Như vậy mình nghĩ là tầm trung là như vậy là ok, cũng không phải là vi xử lý Exynos cao cấp. Thì chấm bằng một số các phần mềm chức năng thì cho thấy là điểm số của nó không ấn tượng cho lắm. Ở đây thì bằng phần mềm Nenamax 2 thì thứ nhất GPU của nó đáp ứng tốt bởi vì cái màn độ phân giải màn hình nó thấp quá, 960x540 nên cái độ cái trên cái vi xử lý đồ họa của Broadcom đã cho cái điểm số là 58 fps. Bằng cái phần mềm Quadron thì mình chỉ cho điểm số 3700. Như vậy là các bạn thấy là thậm chí nó còn không cao bằng một số cái máy 2 SIM giá rẻ của Oppo hay là của chính Samsung. Nhưng mà điểm quan trọng của nó, thiết bị này vừa có 2 SIM và cái khả năng chơi game của nó mình đánh giá là tốt hơn rất là nhiều. Mình có thể chơi tốt những game đua xe như là Advance hay là những game bắn súng 3D đều có thể chơi tốt trên thiết bị này. Và các bạn cảm giác là trên một cái màn hình to như vậy mà chơi game thì thực sự là quá phê luôn. Rất là đã, có chăng làm các bạn chỉ có chê một tí nếu các bạn đã dùng các thiết bị cao cấp thì màn hình của nó hơi xấu hơn thôi. Còn lại cảm giác chơi game rất là sướng trên thiết bị màn hình to này. Camera cũng không phải là điểm mạnh đối với thiết bị này đến từ Samsung. Khi mà nó chỉ có độ phân giải 8 megapixel, tuy nhiên thì lúc này đã bị lược bỏ hầu hết những tính năng cao cấp của Samsung. Không có chụp HDR, chỉ một vài tính năng chụp còn lại của Galaxy S4 như là chụp kèm âm thanh,
chụp chế độ thể thao, vân vân. Còn lại thì nó không còn gì nữa vân. Nhưng mà ít ra là khả năng quay video của nó thì mình vẫn đánh giá là nó còn hỗ trợ được độ phân giải lên tới Full HD, chứ không như một số thiết bị khác mang tiếng là 4 nhân của Samsung, như là một chiếc Galaxy Win ấy, sử dụng vi xử lý của chính hãng Snapdragon là Snapdragon 200, thực sự là khá là cùi so với thiết bị này. Và như vậy là mình đã tạm thời cho các bạn một số cái cảm nhận trên các chiếc máy Galaxy Mega 5.8. Mình đánh giá đây là một thiết bị rất đáng trong tầm tiền của nó để các bạn lựa chọn. Ai yêu thích màn hình to mà không đủ cái tầm giá để vươn lên Galaxy Note 2 thì Galaxy Mega sẽ là sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Và để chi tiết hơn nó sẽ tuyệt vời ở những chỗ nào, sâu xa hơn, mình sẽ để dành cho một bài review thiết bị này trong một ngày gần tới cho các bạn. Các bạn cảm thấy video ích, đừng quên like, share với bạn bè, truy cập vào trang servernet.com.vn để theo dõi mức giá của chiếc Galaxy Mega. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.